Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bảo vệ đảng nhưng lại hô hào bảo vệ tổ quốc, đánh cháo khái niệm để trục lợi trên đầu nhân dân. Từ khi học tiểu học, cái đầu non nớt của các em học sinh đã bị nhồi liên tục bằng câu khẩu hiệu vì tổ quốc, xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng. Thực ra, tổ quốc và xã hội chủ nghĩa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tổ quốc Việt Nam có tuổi đời hơn 4.000 năm, còn cái chủ nghĩa ngoại lai kia là do một ông Tây viết ra, rồi ông Hồ Chí Minh mang về, trồng vào đầu người dân Việt Nam. Tổ quốc được ví như là cơ thể, còn chủ nghĩa xã hội là sợi dây trói. Hai thứ này không thể là một được. Đảng Cộng sản đã lợi dụng cái đầu non nớt của các em thiếu nhi, không biết phân biệt phải trái, đúng sai, không biết suy luận như người trưởng thành, nên đầu độc vào chúng những khái niệm lệch lạc đến như thế. Nơi đầu có đảng, nơi đó có hình ảnh phàm ăn. Trong câu khẩu hiệu nêu trên, không những đảng đánh cháo khái niệm tổ quốc và xã hội chủ nghĩa mà họ còn xúi trẻ nhỏ trở thành công cụ cho một ông già đã chết cách đây 54 năm. Đó là việc họ cấy vào đầu trẻ em rằng chúng phải sống cho lý tưởng của người khác chứ không cho lý tưởng của chính mình. Cách đầu độc này khá hiệu quả nên ngày nay nhiều thành phần vẫn cuồng bác, cuồng đảng mà không cần suy nghĩ đúng hay sai, nên hay không nên. Thậm chí tư tưởng này còn ăn sâu vào không ít thành phần có học trong xã hội này. Vào ngày 7 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Nhìn lại 10 năm qua và dự báo bối cảnh tình hình đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Thực ra, cái gọi là bảo vệ tổ quốc hội nghị này chính là bảo vệ Đảng Cộng sản và bảo vệ sự cai trị của nó, chứ không phải là bảo vệ tổ quốc. Bảo vệ Đảng nhưng lại đánh cháo thành bảo vệ tổ quốc. Với những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm trong bao nhiêu năm qua thì rõ ràng chỉ khi Đảng chết đi thì đất nước mới được giải thoát. Từ khi Đảng đặt bàn tay cai trị lên toàn dân, người dân mất tự do, mất quyền lợi, đói nghèo, bủa vây. Giai đoạn năm 1975 đến năm 1986 là giai đoạn kinh hoàng của đất nước. Dưới cai trị của Đảng Cộng sản, dân không có lương thực mà ăn, không có điều kiện y tế để chăm sóc sức khỏe. Từ năm 1986 đến nay là thời kỳ bỏ đi kinh tế tập trung bao cấp, làm nên kinh tế tự do mà Việt Nam Cộng Hòa từng có trước đây. Nhờ đó mà đời sống người dân cũng khấm khá lên, nhưng mức chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Dù ngành thống kê vẫn đưa ra những con số đẹp đẽ, nhưng đời sống thực tế của nhiều người dân vẫn cơ cực. Tham nhũng thì tràn lan, làm đất nước tàn nát. Với một đảng cầm quyền, chính nó đã bóp chết nền tự lực quốc gia, tước bỏ sự thịnh vượng của đất nước, tước bỏ cơ hội của nhân tài. Và đến nay, nhiều thế hệ người Việt luôn tìm đường ra nước ngoài, rồi tìm cách ở lại, dù phải trốn, phải ở lại bất hợp pháp. Như nhiều người, tha sống bất hợp pháp ở xứ người, còn hơn sống hợp pháp trong môi trường như địa ngục tại Việt Nam. Ngay cả con cái quan chức cũng đua nhau chạy ra nước ngoài thì nói gì đến người dân đen đây. Thật sự, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam chết đi thì thịnh vượng mới có thể đến với đất nước Việt Nam. Điều đó nó như một chân lý vậy. Bởi Đảng Cộng sản không có khả năng quản lý đất nước. Đảng Cộng sản chỉ biết bòn rút của dân, của nước, bởi nó là bộ máy tham nhũng khổng lồ. Vậy nên, muốn bảo vệ Tổ quốc này, tránh khỏi sự suy vong, bảo vệ Tổ quốc này khỏi rơi vào đói nghèo, lạc hậu, thì người dân Việt Nam cần chống lại Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản lại ma mãnh, lại đánh cháo khái niệm biến bảo vệ Đảng thành bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng là người quyết liệt bảo vệ Đảng. Ngày nay, khi mà Nguyễn Phú Trọng thực hiện chiến dịch đốt lò thì người dân mới thấy đốt lớp này thì lớp khóc lại nổi lên nhiều hơn. Lớp thay thế còn tham nhũng mạnh bạo hơn cả lớp cũ rất nhiều lần. Sự tồn tại của Đảng Cộng sản chính là thử thách sống còn của đất nước, bởi thời kỳ Cộng sản là thời kỳ đất nước bị nhân loại bỏ xa nhiều nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin
bảo vệ đảng nhưng lại hô hào bảo vệ tổ quốc, đánh cháo khái niệm để trục lợi trên đầu nhân dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Miệng ông Nguyễn Thanh Nghị bảo bên dưới giả điếc. Nói đến ông Nguyễn Thanh Nghị là nói đến dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp tại Việt Nam. Con số 1 triệu căn nhà ở xã hội cho 100 triệu dân là con số rất nhỏ, nhưng nó lại quá tầm đối với một chính phủ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có dự án thì những người liên quan đến nó đều chỉ muốn sơ múi đưa vào túi riêng. Điều này đã là luật bất thành văn bao nhiêu năm nay rồi, không thể thay đổi được. Tên ông Nguyễn Thanh Nghị gắn liền với chính sách nhà ở xã hội. Nhà xã hội triển khai trong lúc này là bất khả thi bởi giá bất động sản của Việt Nam giờ đây đã quá xa tầm với của tầng lớp trung lưu. Theo đánh giá của nhà phân tích cho biết, tốc độ tăng giá nhà đất trong những năm qua gấp nhiều lần tốc độ tăng trưởng GDP, nghĩa là giấc mộng an cư đối với người dân Việt Nam ngày một thêm xa vời. Hiện nay, loại nhà dưới 2 tỷ đồng ở các thành phố được xem như là tuyệt chủng. Với 2 tỷ đồng trong tay, người ta không thể mua được nhà. Vậy thì yêu cầu nhà dưới 1 tỷ đồng làm sao thực hiện cho được? Quỹ đất ở đâu ra và ai bù lỗ cho khoản chênh lệch nhằm giúp người thu nhập thấp có nhà để ở? Có người chỉ đánh giá rằng nhà ở dành cho người có thu nhập thấp nếu được thực hiện cách đây 10 năm thì khả thi hơn bây giờ. Ông Nguyễn Thanh Nghị đã sinh ra không đúng thời. Lúc này mà thực hiện dự án thì muôn vàn khó khăn, rất khó có thể vượt qua. Mới đây, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã cử thanh tra Bộ Xây dựng đi kiểm tra, rà soát các dự án khu dân cư Cầu Đỏ và khu dân cư Mỹ Phước Hạ 4 thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để thực hiện việc bố trí đủ quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định. Được biết, thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra rằng trong giai đoạn 2016-2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị xã Dĩ An là đô thị loại 3 từ tháng 3 năm 2017 và phê duyệt 8 đồ án quy hoạch phân khu của các phường thuộc địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, đô thị loại 1, thành phố Dĩ An, đô thị loại 3. Tuy nhiên, nội dung các đồ án được phê duyệt lần này không bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, vi phạm quy định về khoản 1, điều 4, nghị định số 100 năm 2015. Bình Dương giả điếc trước chính sách nhà ở xã hội của ông Nguyễn Thanh Nghị. Như vậy là tỉnh đã gạt bỏ quyền lợi của người thu nhập thấp ra khỏi quy hoạch của mình. Việc này xảy ra trước khi ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng và hoàn toàn có thể bổ sung, nhưng tỉnh này vẫn phớt lờ. Nguyên nhân vì sao lại như vậy? Theo một người làm trong Sở Xây dựng, tỉnh này cho biết, không phải tỉnh không biết việc này, tuy nhiên họ quyết định gạt nhà ở xã hội ra khỏi quy hoạch vì dự án này rất khó thực hiện, nếu không muốn nói là bất khả thi. Trong tình hình giá đất thì liên tục bị đẩy lên cao, muốn thực hiện nhà ở cho người có thu nhập thấp thì tỉnh phải bù vào khoản chênh lệch rất lớn ấy, lấy tiền đâu ra để mà bù vào đây. Nhà xã hội trong lúc này là một nhiệm vụ rất khó khăn, đó là khó khăn mang tính khách quan. Tuy nhiên, khi triển khai dự án này, ông Nguyễn Thanh Nghị không xét đến những khó khăn đó. Vì làm việc duy ý chí nên khi triển khai về địa phương, rất nhiều địa phương đang giả điếc, không nghe cấp bộ chỉ đạo. Nhà xã hội, nhiệm vụ bất khả thi. Kết cấu trong bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam tuy nhiều tầng, nhiều lớp nhưng lại rất lỏng lẻo. Bởi khi triển khai mọi dự án thì những quan chức có trách nhiệm vẫn cứ nghĩ cách để sơ múi xem có được gì hay không. Chính điều đó đã tạo ra cản lực rất lớn khi triển khai chính sách này. Ông Nguyễn Thanh Nghị ngồi trên bộ sẽ không thấy hết những cản lực đó, và chính ông Nghị bây giờ đang mắc kẹt trong chính sách của mình mà không biết cách nào có thể khai thông, trong khi đó đang có rất nhiều điểm nghẽn của chính sách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Miệng ông Nguyễn Thanh Nghị bảo
bên dưới giả điếc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de